Chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Kinh Tế. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về một cái bộ định tuyến router Wi-Fi đến từ hãng Chicell. Tên mã của nó là SCR50AXE. Vậy thì cái bộ định tuyến Wi-Fi này nó có cái gì đặc biệt, nó có cái tính năng gì mà khác với lại những cái bộ định tuyến đang có trên thị trường, thì mời anh em tiếp tục theo dõi video nhé. Chicell thực tế là một thương hiệu không xa lạ, tại vì vào khoảng năm 2005 mình nhớ là cái đường truyền internet đầu tiên của mình là FPT Telecom, họ dùng một cái thiết bị modem của Chicell trên cái nền hạ tầng là ADSL. Lúc đó mình nhớ vào khoảng là 1.5 megabit trên giây thôi. Còn bây giờ thì anh em thấy là internet đã phát triển rất là nhiều rồi. Thì hiện tại là các nhà mạng ở Việt Nam á, họ đang sử dụng những cái thiết bị mà do họ phát triển và đi OEM với nhiều những cái thương hiệu khác. Cho nên là phần nào một số những cái thương hiệu mà anh em đang thấy trên thị trường á, có vẻ như là các nhà mạng họ không được chọn. Tuy nhiên thị trường thì nó đa dạng và Chicell họ vẫn tiếp tục họ cung cấp những cái sản phẩm đó đến với người tiêu dùng. Thì trong đó sản phẩm SCR50ASE này là một cái bộ định tuyến, nó thiên về cái tính năng là bảo vệ mạng trong cái hệ thống của ngôi nhà hoặc là những cái doanh nghiệp mà họ có cái nhu cầu sử dụng nhiều lớp mạng khác nhau. Và chính vì cái tích hợp cái phần mềm ở bên trong như vậy á, thì nó sẽ rất mạnh trong cái việc là quản lý những cái người sử dụng, quản lý các lớp mạng, đồng thời là tạo ra một cái lớp bảo vệ cho những cái thiết bị trong mạng nội bộ nó được an toàn hơn khi truy cập ra bên ngoài internet. Mặc dù là một cái mẫu router Wi-Fi hướng đến cái môi trường doanh nghiệp, nhưng mà anh em thấy là cái thiết kế của SCR50AXE này thì trông nó giống như là những cái thiết bị có trong gia đình, bởi vì chúng ta sẽ sử dụng theo cái phong cách là đặt cái router ở trên một cái mặt phẳng hay là một cái mặt bàn gì đó. Và với một cái thiết kế thì anh em thấy là nó sẽ có cái phần chiều dài nhất là khoảng hơn một găng tay một xíu, thì bên ngoài nó khá to đó. Thiết kế tổng thể thì là một cái lớp nhựa bọc ngoài, và cái kiểu dáng thì anh em sẽ thấy là nó sẽ không hầm hố như những cái mẫu mà router Wi-Fi mà có nhiều anten ở nổi ở bên ngoài. Xung quanh đó thì cái đường viền đỏ này nó sẽ nổi lên hai cái đường viền. Thì trong cái đường viền này ở phía trên thì mình thấy nó có những cái khe thoát nhiệt. Ở mặt sau thì anh em sẽ thấy là một cái phần thiết kế hình oval. Ở bên trong đó là cái tem và những cái thông tin của sản phẩm, cũng như là hai cái lỗ để cho chúng ta bắt tường. Xung quanh đó là những cái lỗ để thoát nhiệt để cái router Wi-Fi để nó hoạt động ổn định hơn. Ở phần cạnh trước anh em sẽ thấy là những cái đèn trạng thái. Thì ở đây anh em sẽ thấy ở cái phần giữa nó có một cái logo đám mây. Thì cái logo này nó cho thấy là cái router này nó sẽ kết nối đến cái hệ thống điều khiển Chicell gọi đó là Nebula Cloud. Thì với cái hệ thống này thì anh em hoàn toàn có thể điều khiển cái router này từ xa mà không nhất thiết là chúng ta phải ngồi trong cái mạng nội bộ để có thể điều chỉnh nó. Đi kèm thì anh em sẽ thấy là một cái phần đế có thể hít 500 lên, và như vậy chúng ta sẽ để cái router Wi-Fi này ở đế bàn, hoặc là anh em có thể gắn áp tường cũng được. Và khi mà mình mở hộp ra, mình rất thắc mắc là tại sao là hãng không trang bị cho chúng ta cái dây LAN. Thì sau khi tìm hiểu một hồi thì mình lật cái phần đế của cái router này lên thì anh em sẽ thấy là một cái nắp. Một cái nắp này khi mà chúng ta mở ra thì anh em sẽ thấy đây, phần dây của cái router Wi-Fi nó nằm ở bên dưới. Đây thực sự là một cái thiết kế khiến cho chiếc router này nó nổi bật. Thì sau khi mà mình gỡ được cái nắp này ra thì mình cũng biết được cái tính năng của nó, đó chính là chúng ta sẽ gắn nó vào ở cái mặt lưng để che đi những cái thành phần thông số cho nó có cái tính thẩm mỹ bảo mật, đồng thời chúng ta vẫn có được một cái đế khi để trên bàn vẫn mang tính thẩm mỹ rất cao. Và Chicell cũng là một thương hiệu mà thường xuyên tham gia vào các hoạt động của Taiwan Excellence, một cái tổ chức để vinh danh những cái thương hiệu cũng như là những cái sản phẩm nổi bật đến từ Đài Loan. Và anh em sẽ nhận thấy là Taiwan Excellence còn nhiều các thương hiệu khác như là Asus hay MSI, Gigabyte cũng phổ biến ở Việt Nam. Về thông số kết nối thì anh em sẽ thấy các cổng Ethernet nó sẽ tương tự như là những Wi-Fi router hiện có trên thị trường. Chúng ta có 5 cổng Ethernet, bao gồm là một cổng ra Internet với lại 4 cổng dành cho mạng nội bộ. Như vậy là cái router Wi-Fi này nó sẽ chỉ có một đường vào Internet thôi. Thì nó sẽ phù hợp với gia đình hoặc là những cái doanh nghiệp nhỏ, những cái nhóm làm việc nhỏ. Ngoài ra thì cái băng thông của nó là 1 gigabit thôi. Chúng ta sẽ chưa có những cái lựa chọn mà có cái tốc độ băng thông cao hơn. Và như vậy thì có thể nói là cái router này nó mạnh về Wi-Fi nhiều hơn là mạng có dây. Cụ thể là cái Wi-Fi 6E hay là Wi-Fi 6E của nó thì cái tốc độ nó lên tới là 2400 ở cái mức băng tần là 6 GHz với độ rộng kênh là 160 MHz. Thì với cái thông số này thì anh em khi mà sử dụng những cái mẫu laptop cao cấp hiện tại thì chúng ta có thể tối ưu được cái lượng dữ liệu, lượng throughput, thông lượng mà cái dữ liệu nó đi.
Về phần cứng thì nó sử dụng CPU của Qualcomm chip EPQ5018 cũng như là những cái chip Wi-Fi cũng sử dụng của Qualcomm. Bộ nhớ RAM của nó là 1GB thì nó cũng sẽ đủ đáp ứng và là phù hợp với cái phân khúc giá mà sản phẩm này mang lại. Để có thể sử dụng cái mẫu router Wi-Fi này thì anh em sẽ thiết lập bằng cái ứng dụng tên là Chicell Nebula, có thể tải về trên App Store hoặc là Google Play Store. Khác với những cái router Wi-Fi khác trên thị trường thì Chicell hướng người dùng việc thiết lập router Wi-Fi thông qua ứng dụng di động, nó dễ dàng và nó nhanh chóng hơn. Tất nhiên nó sẽ có một cái bất lợi gì đó với những anh em mà thích cái việc mà chúng ta sử dụng kết nối cổng LAN để mà có thể dùng cái cách thức truyền thống. Nhưng mà theo mình nghĩ thì với cái mà thiết lập bằng di động, nếu mà nó nhanh thì chúng ta làm thì vẫn sẽ tiện hơn. Đầu tiên khi mà anh em nó tải về ứng dụng Nebula rồi, chúng ta sẽ tạo cái tài khoản Chicell, đăng nhập vào đó. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái size name. Size name ở đây thì là nó sẽ là một cái gọi là như là một cái văn phòng làm việc của mình vậy. Thì khi mà chúng ta tạo cái size name xong thì chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ quét mã QR code ở trên cái thiết bị router Wi-Fi. Cái việc thiết lập á, như vậy nó rất là nhanh chóng và nó rất là đơn giản. Thì ngay lập tức là ứng dụng đã hiểu là chúng ta đã có một thiết bị và nó sẽ có cái thông số về MAC address cũng như là serial number. Chúng ta sẽ đăng ký với lại cái nền tảng của Chicell, nền tảng quản lý đám mây của Chicell. Ở mục tiếp theo thì ở đây ứng dụng sẽ giới thiệu cho chúng ta một số những cái gói mở rộng để anh em có thể nâng cao cái tính năng cho cái router này thông qua cái kết nối cloud như là Nebula Pro Pack hay là Go Security Pack hay là những cái về kết nối mở rộng SCR Pro Pack. Thì ở đây mình sẽ chưa chọn cái nào, mình sẽ đọc những cái thông tin chi tiết hơn ở từng mục và mình sẽ quyết định là mình có đăng ký những cái dịch vụ này hay không. Chúng ta sẽ không có chọn những cái mục này. Hoặc nếu anh em nào muốn thử nghiệm thì chúng ta có thể thử nghiệm 30 ngày để chọn những cái tính năng mà mình có thể cần thiết để mình sử dụng. Và đây thì Chicell tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta những cái thao tác bao gồm là cắm thiết bị nguồn, cắm dây mạng vô để mà có thể tiếp tục thiết lập. Ở đây thì nó báo có một cái firmware mới, mình sẽ tạm bỏ qua cái firmware này để dẫn anh em tới cái giao diện chính của cái SCR50 ISE này. Tiếp đến thì anh em sẽ thấy là cái tên Wi-Fi và cái mật khẩu. Ở đây thì mình sẽ để mặc định vì với một cái Wi-Fi gốc như vậy thì mình có thể dễ dàng mình nhìn vào cái nhãn để mình có thể kết nối. Và như vậy là việc mà mình đã thiết lập cái router Wi-Fi Chicell SCR50 ISE đã hoàn tất. Về giao diện quản lý trên ứng dụng smartphone thì anh em sẽ thấy là Chicell đã tối ưu những cái thông số mà cần thiết nhất để cho anh em có thể xem những cái mục cơ bản thôi. Ví dụ như là mục chính là mục dashboard, thì chúng ta sẽ thấy là những cái máy mà nó truy xuất trong cái thời gian là khoảng 24 tiếng. Số lượng những máy đang kết nối có dây hoặc là không dây. Qua cái mục thứ hai là Wi-Fi thì anh em có thể thêm nhanh những cái Wi-Fi mới hoặc là thay đổi những cái tên mật khẩu, tên Wi-Fi hiện có. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có cái mục là Device. Thì cái mục Device này nó sẽ liệt kê những cái thiết bị nằm trong cái hệ thống quản lý Chicell Nebula mà anh em hiện có. Thì ở trong cái ví dụ này thì mình đang sử dụng cái router Wi-Fi SCR50 ISE mới có một thiết bị thôi. Chicell còn rất là nhiều thiết bị mà có thể hỗ trợ qua cái nền tảng Nebula. Đó là Switch này, đó là Access Point Wi-Fi này. Theo mình thấy là cái số lượng thiết bị mà hỗ trợ nó lên tới là 80 thiết bị, tức là nó rất nhiều và rất là đa dạng để anh em có thể chọn mua và sử dụng. Cuối cùng là cái mục Client. Thì cái mục Client này nó sẽ liệt kê những cái máy đang kết nối vào trong cái hệ thống mạng. Quay trở lại với mục quản lý của router Wi-Fi thì khi mà anh em vào mục Device và chọn cái SCR50 ISE thì anh em sẽ thấy một số những cái thông tin về cái mạng đang kết nối cũng như là những cái trạng thái của các cổng kết nối, đèn báo tín hiệu hoặc là chúng ta có thể khởi động lại cái thiết bị này nhanh chóng, trạng thái thiết bị đang là online này. Bây giờ chúng ta có thể tùy chỉnh cái phần WAN-TIE, tức là kết nối ra ngoài Internet theo dạng là DHCP hoặc là theo cái dạng là PPPoE có hỗ trợ VLAN. Với những cái tùy chỉnh nâng cao và quản lý những hệ thống mạng thì anh em sẽ sử dụng những cái thiết bị mà có cái trình duyệt. Chúng ta sẽ truy cập vào cái địa chỉ là portal.mychicell.com. Thì khi đó chúng ta sẽ đăng nhập cái tài khoản của Chicell và ở góc phải ở phía trên chúng ta sẽ chọn mục là Nebula. Thì với cái nền tảng Nebula này anh em hoàn toàn có thể quản lý cả một hệ thống mạng của doanh nghiệp từ nhỏ cho đến lớn.
với nhiều những cái thiết bị khác nhau, thì trong đó SCR50 ASE là một trong những cái thành phần của cái hệ thống mạng đó. Nó có vai trò như là một cái bộ định tuyến router Wi-Fi, cũng như là việc nó tạo ra một cái tường lửa giúp chúng ta có thể thực hiện được nhiều những cái tính năng khác nhau, chẳng hạn như là nó chặn những cái email lừa đảo hay là phòng chống ransomware, thậm chí là bao gồm cả việc block những cái VPN proxy, chặn quảng cáo hay là chặn những cái truy cập mà web mà không mong muốn. Thì với cái nền tảng này thì anh em sẽ thấy là nó sẽ tương thích với nhiều thiết bị, rồi nó dễ dàng nó triển khai, đồng thời là chúng ta có thể nhanh chóng cấu hình và thêm những cái thiết bị mới và quản lý những cái người sử dụng. Tất nhiên để mà có được nhiều tính năng hơn thì anh em sẽ để ý cái biểu tượng mà có hình cái kim cương. Thì với cái biểu tượng này á, nó là nằm trong cái gói Nebula Pro Pack. Thì với cái gói mở rộng này anh em sẽ thực hiện nhiều những cái tính năng hơn về cái việc mà chúng ta quản lý những cái kết nối Wi-Fi hay phân tích những cái hành vi sử dụng Wi-Fi trong một cái hệ thống mạng mà chúng ta muốn quản lý. Thì Nebula Cloud nó có rất là nhiều cái tính năng. Thì anh em có thể sử dụng thử trong vòng 30 ngày với nhiều gói như là Nebula Pro Pack hay là SCR Pro Pack. Thì với những cái gói đó anh em hoàn toàn có thể là cân nhắc cho cái việc sử dụng trong gia đình cũng như là doanh nghiệp, triển khai những cái nhu cầu sử dụng mạng. Với cái router này thì nó cũng hỗ trợ VLAN, cho nên là anh em hoàn toàn có thể tách những cái lớp mạng cho những cái phòng ban để có thể sử dụng khác nhau theo cái nhu cầu mà doanh nghiệp mà chúng ta cần. Thì với những cái tính năng mà Jaycell mang lại thì nó sẽ đơn giản hóa cho anh em việc quản lý mạng trong một cái hệ thống mạng của gia đình hoặc là của doanh nghiệp. Và chúng ta có thể theo dõi những cái thiết bị đó sử dụng từ xa thông qua ứng dụng di động, thiết lập thì cũng dễ dàng. Thì mình nghĩ nếu mà anh em quan tâm đến một cái hệ thống mạng an toàn cũng như là nhiều tùy chỉnh và có thể nâng cấp với những cái thiết bị khác nhau thì mình nghĩ là cái sản phẩm này là một lựa chọn để anh em có thể cân nhắc. Và thực sự là mình thích cái nền tảng Nebula Cloud Control vì nó đơn giản và nó cũng có nhiều tính năng để cho mình có thể quản lý được một cái hệ thống mạng nó tiện lợi, nó đơn giản. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này. Thì nếu anh em có thắc mắc thì có thể để lại comment ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.